Anh ơi, vẽ mèo Simmy đi, em cởi quần nhảy ở sân trường. Ok em, nhớ quay lại clip cho anh xem nhé. Dành cho những bạn chưa biết, mèo Simmy là một YouTuber nổi tiếng với hơn 4 triệu người theo dõi. Mèo Simmy là một cái tên vô cùng quen thuộc đối với các fan hâm mộ của Hero Team cũng như các người chơi Minecraft và Mini World. Mèo Simmy sinh ngày 4 tháng 3 năm 2011 và được sinh ra tại Huế. Mèo Simmy tên thật là Trương Thị Trúc Đào. Gia đình của cô gồm có ba mẹ và chị gái sinh đôi Sammy Đào. Từ năm 14 tuổi, mèo Simmy đã bắt đầu chơi game do tính cách nhút nhát, lại không có bạn thân, nên cô tìm trò chơi game Minecraft để bầu bạn, giải trí. Bạn nào là fan của mèo Simmy thì để lại bình luận phía dưới nhé.